Chào mừng các bé đến với kênh Cổ tích cho con. Ngày hôm nay, mẹ Tin sẽ kể cho các bé nghe về sự tích bánh chưng bánh dày. Ngày xưa ngày xưa, khi vua Hùng trị vì đất nước, vua tuổi đã già, thấy sức khỏe của mình ngày một suy yếu, vua có ý định chọn một người nối ngôi. Các bà vợ của vua sinh được cả thảy 20 người con trai, họ đều khôn lớn cả. Vua nghĩ kể về tài cũng có nhiều đứa nổi trội, nhưng chính vì thế mà cần phải lựa chọn cẩn thận, nhất là phải làm thế nào cho chúng không tranh giành nhau. Đây là điều vua thường bận tâm nhất. Cuối cùng, nhờ có viên quan cận thần, vua mới quyết định mở cuộc thi để căn cứ vào đó mà kén chọn người nối ngôi. Vua Hùng bèn cho hội họp tất cả các hoàng tử lại. Khi họ đã về đông đủ, vua bảo: "Cha biết mình đã gần đất xa trời, cha muốn truyền ngôi cho một trong số các con. Bây giờ mỗi con cố kiếm hoặc làm một món ăn lạ để cúng tổ tiên. Ai có món ăn ngon vừa ý ta thì ta sẽ chọn người ấy." Nghe vua cha phán bảo thế, tất cả hoàng tử thi nhau cho người đi khắp mọi nơi để tìm thức ăn ngon của lạ. Họ tìm trên rừng dưới biển không sót nơi nào, bất kỳ thứ gì nghe nói là ngon và lạ, họ đều cố kiếm tìm về cho bằng được. Trong số 20 hoàng tử, có Liêu là hoàng tử thứ 18. Vì thuở nhỏ mồ côi mẹ nên Liêu từng sống những ngày cô đơn. Trong khi các hoàng tử khác chạy đi tìm của ngon vật lạ, thì Liêu ở nhà chả có ai giúp đỡ chàng trong việc này. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỳ hạn thi mà Liêu thì vẫn chưa nghĩ được món gì. Đêm ấy, Nhung nằm gác tay lên trán nhớ lại tất cả những bữa ăn ngon xưa mà chàng đã được tới dự. Liêu suy nghĩ mãi và ngủ quên lúc nào không biết. Hoàng tử Liêu mơ mơ màng màng thấy mình cùng với anh em khác đang làm bánh thi. Mỗi người có một gian nhà nhỏ mà vua cha đã sai làm sẵn ở đám hội. Hoàng tử Liêu chưa biết nên bắt đầu mọi việc như thế nào thì bỗng có một vị nữ thần từ trên trời bay xuống giúp chàng làm bánh. Nữ thần bảo: "To lớn trong thiên hạ không gì bằng trời đất, còn quý báu nhất trần gian không gì quý bằng gạo. Ta đừng làm nhiều, chỉ làm 2 thứ bánh có ý nghĩa đó là đủ. Hãy nhặt hộ cho tôi chỗ nếp này rồi đi kiếm cho tôi ít đậu." Tự nhiên, hoàng tử Liêu thấy thần lần lượt ra lấy những tàu lá rộng và xanh. Thần vừa gói vừa giảng giải: "Bánh này tượng trưng cho đất. Đất có cây, có đồng ruộng núi rừng thì màu cũng phải xanh xanh, hình phải vuông vắn. Trong bánh phải bỏ thịt, bỏ đỗ để lấy ý nghĩa đất che chở cho muôn thú cỏ cây. Rồi đem thứ nếp thơm đổ lên cho dẻo, giã ra làm thứ bánh tượng trưng cho trời. Màu phải trắng, hình phải tròn và khum khum như vòng trời." Tỉnh dậy, hoàng tử Liêu bắt đầu làm bánh y như trong giấc mộng. Các hoàng tử đã đưa món ăn về dự thi là một ngày náo nhiệt nhất. Người đông nghìn nghịt, dân chúng mọi miền đều náo nức về dự một cái Tết tưng bừng ít có, mở đầu bằng cuộc thi, các món ăn và kết thúc bằng lễ đăng quang của vua mới. Đúng vào lúc mặt trời mọc thì vua Hùng đi kiệu đến làm lễ gia tiên. Chiêng trống cờ quạt tưng bừng, tất cả mọi người đều trông ngóng trông chờ lúc các vị giám khảo bình giá các món ăn. Và giờ phút mong đợi đã đến, tất cả những món ăn ngon như nem công, chả phượng, tay gấu, gan tê của các hoàng tử đều không bằng 2 thứ bánh quê mùa của hoàng tử Liêu. Khi mọi người thoạt nhìn, thấy cỗ của chàng, số đông đều lắc đầu bĩu môi, vẻ chê bai hiện ra trên nét mặt. Nhưng sau khi nếm xong, họ bỗng đổi hẳn thái độ, không ai không gật gù tán thưởng. Vị lạc tướng xoay xoay, đây là một thứ hương vị khác thường, làm từ những cái tầm thường. Riêng vua Hùng rất lấy làm ngạc nhiên về miếng bánh lạ vừa ăn. Vua lật lên lật xuống, ngắm nghía kỹ càng những tấm bánh khác chưa bóc. Vua cho đòi hoàng tử Liêu đến hỏi, hỏi cách thức làm bánh thế nào. Hoàng tử cứ thưa tâu lên, không quên nhắc lại giấc mộng lạ của mình. Quá trưa hôm ấy, vua Hùng trịnh trọng ban bố kết quả với các con. Hoàng tử thứ 18 được giải nhất,
và sẽ được truyền ngôi. Vua cầm hai thứ bánh giơ lên cho mọi người xem và nói rõ căn cớ khiến cho mình chọn nó đứng đầu trong các thứ cỗ. Hai thứ bánh ấy chẳng những ngon và quý mà còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Nó bày tỏ lòng hiếu thảo của người con tôn trọng cha mẹ như trời đất. Nó chứa đầy một tâm tình quê hương ruộng đồng. Nó rất dễ làm vì làm bằng những hạt ngọc quý nhất trong những hạt ngọc của trời đất. Nhưng mà những hạt ngọc ấy mọi người đều tự làm ra được. Phải là người có tài mới nghĩ được một loại bánh như vậy. Từ đó thành tục lệ, hàng năm cứ đến ngày Tết, mọi người đều làm hai thứ bánh đó và gọi là bánh chưng, bánh dày để thờ cúng tổ tiên. Hoàng tử Liêu sau đó được làm vua. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chúc các bé ngủ ngon và có những giấc mơ thật đẹp. Hãy bấm like và đăng ký kênh Cổ Tích Cho Con để ủng hộ mẹ Tin nhé. Hẹn gặp lại các bé trong những câu chuyện lần sau.